Sốt Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác. Thì hôm nay số lượng quần áo bắt ong về rất là nhiều để phục vụ cho các bác trong cái mùa bắt ong năm nay. Thì bây giờ đang đến mùa bắt ong 2019 rồi các bác nhé. Thì đang vào vụ rồi. Thì là các bác nào mua hàng thì alo cho shop theo 3 số điện thoại này. Thì em sẽ gửi hàng cho đến các bác đến tận nhà. Anh em không phải cọc cạch gì cả. Giá cả hợp lý cho các bác chơi đi bắt ong rừng. Đây là những cái bộ quần áo bắt ong rừng hàng cao cấp các bác nhé. Rất nhiều, số lượng có. Đây bên trong là cái bộ quần áo thủ công và bên ngoài là bộ quần áo hàng cao cấp để cho các bác đi bắt tất cả những cái bộ mẫu quần áo như ong đất, ong bầu vẽ, ong trên cây đều có các bác nhé. Phụ kiện này, đi gồm có này, một cái mũ này, một cái khẩu trang này, đấy, một cái găng tay này, và một cái kính các bác nhé. Đây một kính luôn. Đấy, mũ thì có mũ đỏ, mũ vàng. Đây, quần áo thì nó cái túi lần này lô này về là túi vàng, túi xanh, túi đỏ các bác nhé. Rất nhiều mẫu. Đây là cái bộ quần áo màu giàn di, áo liền mũ, liền ủng, liền găng tay các bác nhé. Bộ này áo liền mũ, liền ủng, liền găng tay luôn. Đây là ủng này. Đấy, và đây là trên mặt này các bác nhé. Đấy, mặt găng tay liền luôn, liền ủng luôn. Đây là liền ủng không nhá. Đấy, size 42 này. Thì cái bộ này là các bác nào cao 1m7, nặng 65 cân là mặc vừa. Đây trên mặt các bác nhá. Đấy. Đây là một lớp lưới bằng inox rất là dày dặn. Không phải đốt vàng xiên được. Đây là đằng trước. Ngực có hai ô thoáng này, đằng đầu rất nhiều ô thoáng luôn nhá. Bộ này có găng tay liền luôn, găng tay bằng da. Thì các bác mua thì đi cùng có là cái này thì các bác đeo đầy đủ các bác nhé, đeo kính, đấy, khẩu trang có, các bác đeo vào bắt an toàn tuyệt đối luôn. Và các bác bắt ong đất, bộ này nó bằng chất liệu cao su nên là an toàn gần như tuyệt đối. Áo liền mũ, liền ủng, liền găng tay. Nên là các bác mua hàng thì sẽ alo cho shop theo 3 số điện thoại của shop và đặt hàng. Số lượng rất là nhiều để phục vụ cho các bác trong cái mùa bắt ong 2019 này. Cũng rất mong các bác xem kỹ video để đặt hàng. Shop là bán hàng thực tế trên video luôn. Các bác nào mua thì alo cho shop. Một cái video rất là ngắn giới thiệu quần áo bắt ong rừng về rất là nhiều. Các bác xem kỹ thì đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để ủng hộ shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.